Mời quý vị cùng theo dõi những thông tin đáng chú ý về thị trường trong nước. Thưa quý vị, giá vàng nhẫn sáng nay ngày 10 tháng 8 tăng mạnh theo đà bứt phá của giá vàng thế giới, trong khi giá vàng miếng SJC vẫn ở mức thấp nhất trong nhiều ngày qua. Tại thị trường trong nước, giá vàng miếng SJC được giữ ổn định ở mức 76,5 và 78,5 triệu đồng một lượng ở chiều mua và bán. Đây cũng là mức thấp nhất của giá vàng miếng trong 2 tuần qua. Trong khi đó, giá vàng nhẫn và vàng trang sức 24K các loại bật tăng trở lại, mua vào ở mức 76,15 triệu đồng một lượng, bán ra với giá 77,5 triệu đồng một lượng, tăng 200.000 đồng so với hôm qua, chỉ còn thấp hơn giá vàng SJC khoảng 150.000 đồng đến 250.000 đồng một lượng. Trong khi đó, giá vàng thế giới liên tục biến động mạnh những ngày qua, biên độ dao động mỗi ngày lên tới 30 đến 50 đô la Mỹ một ounce. Diễn biến tăng mạnh của giá vàng thế giới trong khi ổn định ở thị trường trong nước giúp chênh lệch giữa giá vàng SJC và thế giới được rút ngắn. Nghị định 96 quy định một số điều của Luật Kinh doanh bất động sản 2023 có hiệu lực từ ngày 1 tháng 8, đưa ra 6 biện pháp điều tiết thị trường. Trong đó, cơ quan quản lý có thể điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, chương trình phát triển nhà ở, cơ cấu sản phẩm của các dự án nhằm điều chỉnh nguồn cung, gia hạn nộp thuế, hỗ trợ cho vay lãi suất ưu đãi hoặc điều hành chính sách tài chính tín dụng. Như vậy, so với quy định cũ, Luật Kinh doanh bất động sản 2023 và Nghị định 96 đã bổ sung cơ chế điều tiết thị trường địa ốc, nêu rõ vai trò của từng cơ quan liên quan. Theo đó, biện pháp điều tiết thị trường bất động sản được thực hiện khi chỉ số giá giao dịch tăng hoặc giảm trên 20% trong 3 tháng hoặc khi thị trường có các biến động khác ảnh hưởng đến ổn định kinh tế xã hội. Tuy nhiên, nhiều chuyên gia cho rằng việc nhà nước can thiệp khi giá bất động sản tăng hay giảm trên 20% trong 3 tháng còn mang tính hành chính. Bởi khác với các sản phẩm như là xăng, dầu hay là vàng, nhà nước có thể can thiệp bằng công cụ thuế hay đẩy nguồn cung lớn ra thị trường, thì bất động sản có tính đặc thù hơn. Đó là giá trị lớn, nguồn cung khan hiếm và giá giao dịch không công khai như các sản phẩm tiêu dùng trên. Theo số liệu của hãng dịch vụ tư vấn bất động sản CBRE, tới cuối năm 2023, giá bán căn hộ tại Hà Nội đã tăng 14,6% theo năm, bằng với mức đã ghi nhận ở thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2020-2021. Giá chung cư Hà Nội liên tục leo thang nửa đầu năm nay, đạt bình quân 60 triệu đồng một mét vuông giá sơ cấp. Theo quy định của Luật Kinh doanh bất động sản 2023, từ ngày 1 tháng 8 năm 2024 sẽ không được chuyển nhượng quyền sử dụng đất cho cá nhân tự xây dựng nhà ở, tự phân lô bán nền trong khu vực các phường, quận, thành phố của đô thị loại đặc biệt, loại 1, 2 và 3 và thuộc trường hợp đấu giá quyền sử dụng đất để đầu tư dự án xây dựng nhà ở theo quy định của Luật Đất đai. Việc siết phân lô bán nền được kỳ vọng giúp thị trường nhà đất đi vào ổn định, tuy nhiên cũng đem lại những lo ngại. Sau khi luật áp dụng thì nguồn cung đất nền giảm sẽ đẩy giá đất nền tăng lên. Và sau đây là ghi nhận của phóng viên tại khu vực nội và ngoại thành Hà Nội. Tại khu vực đất dịch vụ phường Đồng Mai, quận Hà Đông, Hà Nội. Hơn một tháng qua, những thửa đất được nhận định nóng chưa từng có. Theo đó, có những thửa đất tăng gần 2 tỷ đồng chỉ trong vòng 2 tháng. Giá hiện tại trung bình khoảng 4,5 tỷ một mảnh đất hơn 50 mét vuông. Dù vậy, nhiều nhà đầu tư vẫn đi săn lùng, còn môi giới thì không có hàng để bán. Tôi cũng đã đầu tư được mua một vài lô ở đây rồi. Và tới tiếp theo tôi cũng sẽ mua thêm một vài lô nữa. Tôi thấy ở đây thì cái quỹ đất thì nó cũng chưa có nhiều lô có sổ. Từ 2018 tôi mua cái lô đất đầu tiên thì nó cũng chưa đến 800 triệu. Mà bây giờ cái lô đất bình thường thì nó cũng trên 4 tỷ rồi. Trước đây thì thậm chí 10 năm 20 thửa, cứ mua đi bán lại, mua xong lại bán ngay. Hoặc là ra sổ lại bán cho khách. Đấy, rất nhiều. Nhưng mà cái thị trường lúc đó nó chỉ tầm 3 tỷ, 3 tỷ 2. Cách đây nó chỉ độ 2-3 tháng. Nhưng bây giờ nó đẩy lên 5 tỷ, thậm chí có nô 5 tỷ rưỡi. Bây giờ chúng tôi cũng không có cái đầu vào. Còn có những nô chúng tôi mua đấy, cứ người nọ sang tên hoặc là nhận ủy quyền sang cho người nọ người kia. Có khi là một tháng, có khi cái nô đất 5-6 lần. Không chỉ nội đô, ngay cả vùng ven Hà Nội như khu đất đấu giá Vườn Đào tại thị trấn Đông Anh, huyện Đông Anh. Vào thời điểm năm ngoái, nơi đây có giá khoảng 120 triệu đồng một mét vuông. Thế nhưng vào thời điểm hiện tại, đã lên tới 180 đến 190 triệu đồng một mét vuông. Theo thông tin từ các sàn giao dịch bất động sản, với tình hình thị trường đang ấm lên như hiện nay, thì từ giờ đến tới cuối năm, giá đất nền tại Đông Anh
sẽ còn tiếp tục tăng. Trước tháng 8 vừa rồi thì nhà đầu tư đi tìm kiếm rất là nhiều, tìm những cái lô diện tích cứ nhỏ xinh ấy, để nó phù hợp với tài chính, với cả người ta sẽ đánh giá là khi mà siết chặt hơn nữa thì cái nguồn hàng nó sẽ hết, nên là người ta sẽ đi tìm kiếm nhiều hơn. Tình hình thị trường vẫn còn đang tốt như này, và với việc siết cái sản phẩm phân lô bán nền thì cái nguồn cung càng ngày càng khan hiếm, nên là mình nghĩ là sẽ ngày càng tăng giá và sẽ vẫn tăng ổn định. Vào giữa năm 2022, tình hình thị trường bất động sản có sự chững lại, thậm chí có mảnh đất giảm tới 50% so với đỉnh cơn sốt. Và mặc dù giá giảm, nhưng chủ đất muốn tìm khách mua cũng rất khó. Tuy nhiên, tới nay, thị trường bất động sản đã có sự khởi sắc nhất định. Đồng thời, khi ba luật về bất động sản chính thức có hiệu lực đã thúc đẩy tâm lý nhà đầu tư tích cực hơn. Ngay cả giá đất nền tại các huyện xa trung tâm như Mê Linh, Sơn Tây, Quốc Oai cũng tăng nhẹ. Về giá của thị trường bất động sản ở khu vực Mê Linh, từ đầu năm đến bây giờ thì được tầm khoảng 8 tháng thì giá thì nó tăng tầm khoảng là 10 đến 15 giá tùy về khu vực. Cái nguồn cung nó sẽ khan hiếm hơn bởi vì cái việc phân lô bán nền nó bị khó khăn hơn. Và thế thì nguồn cung khan hiếm thì mà nguồn cầu thì là tỷ lệ người vẫn là nhiều, người ta có nhu cầu vẫn mua rất là nhiều. Thế nên là cái nguồn cầu vẫn rất là nhiều thì từ đấy là sẽ tạo độ khan hiếm thì là giá cả nó sẽ tăng. Nhiều ý kiến cho rằng hiện tại có đến hơn 90% nguồn cung mua bán đất nền là những sản phẩm được các cá nhân tự phân lô tách thửa, sau đó lập dự án bán hàng. Do vậy, việc cấm phân lô bán nền theo quy định mới có thể làm giảm tình trạng phân lô tràn lan. Nguồn cung ra ngoài thị trường cũng trở nên co lại, giúp giảm tình trạng lãng phí tài nguyên đất. Tuy nhiên, dự báo hoạt động mua bán đất nền trong thời gian tới cũng chịu ảnh hưởng. Rất nhiều người trong thời gian vừa rồi đã tìm cách là đẩy đất nền đi với lô to, vì thời gian quy định mới là họ không được phân lô bán nền, và cái điều này nó vô hình dung là cũng đã tác động nhiều đến về mặt thị trường, và cũng làm cho cái hành vi mua bán đầu tư bất động sản của người dân, thay vì người ta trước đây người ta đi đầu cơ nhiều vào nó thì có nhiều người đã rút ra, và thời gian tới họ sẽ phải tìm những cái sản phẩm mới để neo đậu, trong đó có sản phẩm chung cư hay là sản phẩm nhà liền kề hay là nhà trong phố. Các chuyên gia cũng cho rằng thời gian tới có thể xuất hiện một lượng lớn sản phẩm đất nền diện tích lớn do bán hạ giá đến từ những nhà đầu tư lỡ ôm đất với mục đích phân lô tách thửa. Những lô đất nền tách thửa đã có giấy chứng nhận ở các địa phương bị cấm phân lô, chắc chắn giá sẽ bị đẩy lên. Bên cạnh đó, việc siết phân lô sẽ không chỉ tác động đến một nhóm người, bởi tại những đô thị loại 2 và 3, lượng nhà đầu tư tham gia vào đầu tư đất nền rất nhiều. Vì loại hình này có tính thanh khoản tốt, nhu cầu cao, nên một số nhà đầu tư găm hàng và giao bán lại với giá cao. Theo thống kê sơ bộ mới nhất của Tổng cục Hải quan, tháng 7 là tháng đầu tiên trong năm 2024, kim ngạch xuất khẩu dệt may vượt mốc 4 tỷ đô la Mỹ và cũng là tháng có kim ngạch cao nhất từ tháng 8 năm 2022 đến nay. Theo đó, kim ngạch xuất khẩu dệt may Việt Nam đạt 4,29 tỷ USD trong tháng 7 năm 2024, tăng 12,4% so với cùng kỳ năm ngoái và tăng 16,1% so với tháng trước. Lũy kế 7 tháng năm 2024, xuất khẩu dệt may Việt Nam đạt 23,9 tỷ USD, tăng 5,9% so với cùng kỳ, tương ứng với mức tăng 1,33 tỷ USD, trong đó hàng sơ sợi dệt đạt 2,53 tỷ USD, tăng 3,5% so với cùng kỳ. Hàng dệt may đạt 20,2% USD, tăng 6,3% so với cùng kỳ. Vải mảnh, vải kỹ thuật khác đạt 458 triệu USD, tăng 18% so với cùng kỳ. Nguyên phụ liệu dệt, may, da, giày đạt 878 triệu USD, tăng 11,4% so với cùng kỳ. Dù đạt kết quả khả quan, nhưng theo ông Trương Văn Cẩm, Phó Chủ tịch Hiệp hội Dệt may Việt Nam, hiện kinh tế thế giới đang có nhiều biến động sẽ tác động đến các ngành hàng sản xuất khẩu, và trong đó thì có ngành dệt may. Đặc biệt là việc gia tăng rào cản kỹ thuật từ các thị trường nhập khẩu hàng dệt may của Việt Nam và doanh nghiệp trong nước đang thiếu thông tin về những biện pháp kỹ thuật này, như là đạo luật chống lao động cưỡng bức người Ngô Duy Nhĩ của Mỹ, đạo luật tra soát chuỗi cung ứng của Đức, chỉ thị tra soát chuỗi cung ứng của EU. Đại diện Hiệp hội Dệt may Việt Nam đã đề nghị thương vụ Việt Nam tại nước ngoài, nhất là tại những địa bàn là thị trường xuất khẩu lớn của ngành, nắm bắt thông tin, cảnh báo sớm để doanh nghiệp trong nước có biện pháp ứng phó. Thưa quý vị, trong những năm gần đây, chuyển đổi số ngành ngân hàng đã phát triển mạnh mẽ. Hầu hết các ngân hàng đã phát triển hệ sinh thái số đa dạng với nhiều sản phẩm dịch vụ số đem lại lợi ích và hiệu quả lớn cho cả ngân hàng và khách hàng.
Hiện nhiều tổ chức tín dụng tại Việt Nam có tỷ lệ trên 90% giao dịch thực hiện trên kênh số. Theo ghi nhận của các ngân hàng, việc phát triển kinh doanh trên nền tảng số đang đóng góp tích cực vào lợi nhuận 6 tháng đầu năm. Số lượng khách hàng sử dụng và trải nghiệm ngân hàng số ngày càng tăng. Tại Nam Á Banh, triển khai nhiều công nghệ ngân hàng tiên tiến được tích hợp trong hệ sinh thái như ngân hàng số Open Banking, điểm giao dịch số OneBank. Song song với đó, ngân hàng còn triển khai nhiều hoạt động như chợ 4.0, cuộc sống không tiền mặt, du lịch 4.0, du lịch không tiền mặt, lễ hội không tiền mặt. Còn tại ngân hàng MB, hiện nay năng lực phục vụ giao dịch trên kênh số tương đương các ngân hàng top đầu châu Á với 97% khối lượng giao dịch được thực hiện qua kênh số. Quy mô giao dịch của ngân hàng MB qua Napas thuộc top 1 các ngân hàng trong 3 năm liên tiếp. Theo Ngân hàng Nhà nước, trong 7 tháng đầu năm, hoạt động thanh toán không dùng tiền mặt và chuyển đổi số của các ngân hàng tiếp tục đạt kết quả tích cực. Các hệ thống thanh toán quan trọng hoạt động thông suốt, an toàn. Đến nay, có hơn 87% người trưởng thành đã có tài khoản thanh toán tại ngân hàng và nhiều ngân hàng đã có trên 95% số lượng giao dịch được xử lý trên kênh số. Giao dịch thanh toán không dùng tiền mặt đạt 7,83 tỷ giao dịch với giá trị đạt 134,9 triệu tỷ đồng, tăng 58,23% về số lượng và 35,01% về giá trị so với cùng kỳ năm 2023.